Liệu rời đi là quyết định sáng suốt dành cho các bạn đã quyết định rời bỏ mối quan hệ của mình, nhưng còn đang phân vân không biết phải đây là quyết định sáng suốt hay không, thì đây là trải bài dành cho các bạn. Xin trân trọng kết nối với thông điệp của vũ trụ và kết nối với năng lượng của các bạn đã chọn tụ bài này. Và đầu tiên các bạn sẽ coi lá bài. Sáu kiếm, lá bài thuộc bộ kiếm. Lá bài thứ hai là một lá bài nào xin kết nối năng lượng, xin thông điệp của vũ trụ đã gửi vào trong trải bài này. Và chúng ta có lá bài Just Die, Phán Xét. Và lá bài thứ ba xin kết nối với năng lượng của vũ trụ, xin thông điệp cho trải bài này. Và xin kết nối năng lượng vũ trụ. Và ở đây các bạn có lá bài The Hermit, tu sĩ ẩn dật. Sau đây mình xin giải thích trải bài cho các bạn. Khi các bạn hỏi câu hỏi liệu các bạn rời bỏ mối quan hệ này nó có thật sự là đúng hay không, thì lá bài sáu kiếm này nó mang một ý nghĩa rất là hợp với trải bài này. Bởi vì các bạn đang trải qua một quá trình chuyển đổi, nhưng mà bạn thấy không hề hạnh phúc, bạn đầy tiếc nuối. Quá trình chuyển đổi này là kết quả bạn quyết định bạn đưa ra trong quá khứ, và giờ chúng buộc bạn phải bỏ lại một số thứ để có thể tiến về phía trước. Bạn bất chấp cái nỗi buồn của bạn, và bạn biết là mình phải tiếp tục lựa chọn cho cuộc sống của mình, cho tương lai của các bạn. Các bạn cũng hiểu cuộc sống này là những cái khoảnh khắc mà buộc mình phải buông bỏ những cái thứ mà bạn đã gắn bó, quen thuộc. Nó thách thức bạn rất là nhiều. Bạn cảm thấy là rất là buồn. Nỗi đau này có thể kéo dài, nhưng bạn biết dựa vào cái tương lai để tìm kiếm sức mạnh. Thì đây là cách duy nhất mà để bạn có thể vượt qua và bắt đầu lại từ đầu. Lối thoát ra cho mối quan hệ mà cái người này hình như là hèn nhát, bạn muốn trốn thoát khỏi những gì đã giam cầm các bạn, gây cho bạn tổn thương. Phần quan trọng là các bạn sẽ vạch ra cái lộ trình mới để dẫn cho mình được hạnh phúc. Thật ra lá bài này trong mọi trường hợp á, thì khả năng nó sẽ gợi ý là bạn nên rời bỏ quá khứ đi, hãy tiến tới một tương lai. Bởi vì tương lai có thể là chưa biết có tốt hay không, nhưng chắc chắn nó làm cho bạn sẽ hạnh phúc hơn. Bạn phải bỏ lại một cái chương đau đớn trong mối quan hệ của bạn. Nếu như mà các bạn có thể hòa giải được á, thì đây cũng là một dấu hiệu báo là cuộc đấu tranh cũng sẽ sắp kết thúc. Nhưng mà quan trọng là dạng kết thúc nào của mối quan hệ này. Nếu là cái người mà thật sự tốt, yêu thương bạn, thì mình nên nghĩ tới trường hợp này. Còn nếu họ thực sự không tốt, lừa dối hoặc gây cho bạn tổn thương, thì chúng ta hãy để cho vết thương này nó qua đi đi. Hãy tìm đến một cái gì mới, một cảnh tượng hoan nghênh ở bên bờ bên kia đang chờ đón các bạn. Bây giờ là thương bản thân của mình, phải lựa chọn điều tốt nhất cho chính mình. Chứ mình không có cam chịu bạn, mọi sự cam chịu này nó sẽ không có đáng cho bạn ở tương lai đâu. Hãy chọn cái người tốt, cái người thực sự yêu thương, biết chia sẻ với các bạn, chứ không phải chọn cái người làm cho bạn đau khổ. Hãy ghi nhớ điều này. Và cái thời điểm này chính là cái thời điểm bạn phải chuyển đổi, bạn phải tiến về phía trước. Có thể bạn sợ hãi đi chăng nữa thì bạn cũng vẫn phải bước. Bởi đây là cái năng lượng không có để cho quá khứ cản trở bạn, cản trở cái hạnh phúc, cản trở niềm vui của bạn. Hãy nhớ rằng bạn xứng đáng để được sống hạnh phúc và được yêu thương. Kế tiếp là bài thứ hai đại diện cho cái việc trọng tâm. Liệu bạn ra đi như vậy có phải là quyết định sáng suốt? Thì lá bài này nó ra lá bài phán xét, cũng hợp với trải bài luôn. Sao năng lượng vũ trụ nó ủng hộ mình trong những câu hỏi này quá. Thì ở đây lá bài phán xét này nó nói lên một điều. Khi mà lá bài này nó ra ngược như vậy á, thì chứng tỏ là bạn đang sống trong sự phủ nhận. Bạn không sẵn sàng chấp nhận cái hậu quả cho quyết định mình gây ra. Bạn muốn chạy trốn nhiều hơn là bạn đối mặt với nó. Đây là một cái việc bạn để tới tương lai mình phụ thuộc vào cái hành động của bạn ngày hôm nay. Bạn phải làm cái gì đó để cân bằng lại mới được. Còn không, bạn sẽ không có cơ hội thay đổi cho bản thân mình đâu. Hãy hành động sao cho mình thay đổi đi, ngừng phán xét bản thân mình lại. Bởi vì tình yêu á, nó nhiều khi nó có sự công bằng trong đây các bạn. Nhiều khi mình đẹp,
mình nghĩ mình giỏi là người ta thương không có đâu. Nó sẽ khác đi rất nhiều bởi vì tình yêu nó thuộc về phần cảm xúc, mà cảm xúc và thuộc ở người ta chứ không phải bạn. Do đó, khi bạn muốn cho mình có một sự may mắn trong thế giới tình yêu này, có thể lá bài này nó không có ủng hộ bạn. Nhưng dù thế nào chứ chăng nữa thì bạn cũng phải tiếp tục tiến lên thôi. Cái thời điểm này là cái thời điểm bạn kiểm tra xem lại là những cái kỳ vọng của mình về tình yêu có đúng hay không. Bạn có đang tìm kiếm một cái người đúng ý của bạn, hoặc là bạn bị sống là muốn một người yêu hoàn hảo tuyệt đối hay không. Đây là cái thời điểm bạn có thấy là mình cần phải sửa cái gì để cho mình có thể tiến tới mối quan hệ sau tốt đẹp hơn, hay là mình tiếp tục lặp lại cái vòng lặp như khi xưa. Bởi vì nếu các bạn không chịu thay đổi thì cái vòng lặp nó sẽ vẫn diễn ra y chang vậy. Mọi chuyện sẽ thay đổi khi bạn chịu thay đổi thôi. Bây giờ là mình phải trung thực, liêm chính nội tâm của mình nhất. Bởi vì đây chính là cái hành lý cho bạn tiến vào những cái mối quan hệ sau này. Có thể thời gian là khó khăn, sự cân bằng không có. Nhưng hơn bao giờ hết, đừng bao giờ đổ lỗi cho người khác. Bởi vì cái đổ lỗi cho người khác là một trong những cách khiến cho mọi việc thêm tệ thôi các bạn. Đây có dấu hiệu là mối quan hệ các bạn bị lừa dối, hoặc là bạn lừa dối người ta. Không biết sao nhưng mà dấu hiệu lừa dối rất là lớn. Bởi vì cái tranh luận giữa hai người diễn ra như vô tận luôn. Đây là dấu hiệu bạn cảm thấy là bạn không được đối xử công bằng trong mối quan hệ. Bây giờ có đúng có sai gì chăng nữa thì mình cũng phải nên nhìn lại mình, xem xét vai trò của mình trong mối quan hệ này. Tự hỏi bản thân mình có đã cố gắng hết sức, hay là mình đã làm cái gì không đúng để mình rút kinh nghiệm các bạn. Không phải mình nói bạn sai, nhưng hãy nhớ rằng cách bạn đối xử với người ta làm sao á, những cách mà bạn chịu đựng á, nó sẽ kết thúc thôi. Bởi vì đây là lúc bạn phải thiết lập lại tất cả những mối quan hệ trong quá khứ, sắp xếp và tránh gặp lại những sai lầm tương tự. Và có dấu hiệu khi các bạn quen ai đó, các bạn bị cuốn quá người ta quá nhiều, bạn quên mất bản thân mình luôn. Do đó nếu mà tiến tới mối quan hệ sau này, hãy cố gắng duy trì cân bằng giữa cuộc sống và tình yêu. Hãy cố gắng độc lập nhất có thể. Bởi vì khi bạn có giá trị thì bạn sẽ không có lệ thuộc vào mối quan hệ nữa. Và để trả lời cho câu hỏi liệu quyết định rời đi có sáng suốt hay không, ở đây các bạn có lá bài ẩn chật, thì câu trả lời là có nha các bạn. Bởi vì đây là một lá bài tượng trưng cho một con người cô độc. Và những gì là bây giờ cần là cần phải sống độc thân, phải tránh xa những cái phức tạp trong tình yêu để bạn tìm lại tự do. Bạn lúc này là mình phải hướng về bên trong, rút lui khỏi những mối quan hệ. Để có sự rút lui, mình bị lệ thuộc cảm xúc vào người khác. Sự rút lui này để phát triển bản thân, mục đích cuối cùng giúp cho bạn trưởng thành hơn. Bạn cần thấy là một cái gì đó của mình một cách trầm lặng và khiêm nhường nhất. Những cái đơn độc cô độc bạn bây giờ sẽ giúp cho bạn quan sát và học hỏi lại những cái bài học của mình khi xưa. Cái sự yên lặng như vậy sẽ giúp cho bạn thấy được là cuộc sống mình cần gì và muốn gì. Đây là lúc mà bạn cần thấy vạch cho mình một con đường sáng suốt nhất để mình đi, để mình yêu như thế nào cho đúng. Và đây là cái thời điểm chỉ tạm ngưng về mối quan hệ. Nếu trong mối quan hệ này thì bạn sẽ cảm thấy tủi thân rất là nhiều, bởi vì cái sự vô tâm thờ ơ lạnh nhạt của người ta đã khiến bạn cảm thấy mình rất là buồn luôn. Thì đây là lúc mình nghỉ ngơi đi các bạn, một trải nghiệm khác. Bữa giờ mình sống với người ta nhiều quá rồi, bây giờ ở một mình đi, tập sống một mình xem như thế nào. Và bây giờ chỉ có cách là bạn phải cố gắng vượt qua giai đoạn cô đơn và cô độc này là điều cần thiết để bạn hồi phục và chữa lành sau nỗi đau trong quá khứ, sau một cuộc tình chia tay rất là tồi tệ. Bạn sẽ sẵn sàng cho một cái khởi đầu mới. Đây là lúc bạn cần sống độc thân và khiết tịnh nha các bạn. Nếu được các bạn có thể thiền định hay làm gì để cho mình ổn hơn đi. Tất cả những trải nghiệm này sẽ giúp cho các bạn được tái sinh, đưa cho các bạn trở lại cái vòng quay của cuộc sống. Tiếp theo mình sẽ xin thông điệp vũ trụ. Biết ơn thông điệp vũ trụ gửi một lá bài về thông điệp Oracle là gì. Ở đây chúng ta có thông điệp là
Và cái này là thông điệp của vũ trụ nha các bạn, chứ không phải mình. Đó chính là hãy cho mối quan hệ của bạn một cơ hội. Có nghĩa là hãy cho vượt qua cái thử thách khó khăn này, có thể nảy sinh cho mối quan hệ của bạn bị lung lay. Thông điệp của vũ trụ mong là bạn có thể tha thứ những sai lầm của đối tác, hãy tin tưởng họ một lần nữa. Có nghĩa là bạn cần phải nỗ lực cải thiện bản thân của mình, cũng như cải thiện khả năng giao tiếp, cũng như khả năng hiểu biết của mình đối với người đó, để cho mối quan hệ của bạn một cơ hội giúp cho bạn có thể cùng nhau phát triển, thắp lại ngọn lửa tình yêu và củng cố mối quan hệ một lần nữa. Tuy nhiên, cho lại mối quan hệ không có nghĩa là bạn bỏ qua hoặc dung thứ cho bất cứ hình thức lạm dụng, thiếu tôn trọng hay phản bội nào nha các bạn. Điều này không có nghĩa là bạn phải hy sinh cho hạnh phúc để tạo cho người ta được vui, không có quên đi giá trị của mình. Hãy biết yêu bản thân mình nhiều hơn. Có những cái vấn đề mình cần phải giải quyết, nhưng mà bạn xứng đáng được hạnh phúc, chứ không phải là đánh mất chính mình trong quá trình để quan lại với người này. Và vấn đề ở đây á, cho là cơ hội, bạn phụ thuộc vào nhiều yếu tố lắm. Hãy xem là cái mức độ nghiêm trọng của vấn đề đó, bạn có sẵn sàng là thay đổi từ hai phía hay không, và lịch sử có mối quan hệ như thế nào, và tiềm năng có thể tiến được hay không. Sau đây là một số gợi ý. Nếu như bạn vẫn còn yêu họ và họ còn yêu bạn, thì tất nhiên hai các bạn cũng phải đến với nhau là được rồi. Nếu bạn biết chia sẻ mục tiêu và giá trị chung, thì mình tiến lại với nhau, có sự tôn trọng, tin tưởng thì tiếp tục tiến, sẵn sàng giao tiếp và cởi mở trung thực thì tiếp tục tiến lại. Còn nếu không, có những cái gì đó mà nó không bị thao túng này, bị kiểm soát này, hoặc bị bỏ bơ này, phớt lờ này, hoặc là có gì đó phản bội các bạn, thì nhất định không các bạn. Cho lại cơ hội không có vấn đề là bạn cho lại những cái người xấu, cho lại cơ hội đối với những người tốt thôi. Hãy biết yêu thương mình, hãy nhớ là bạn xứng đáng để được yêu và được yêu thương. Hãy tôn trọng những cái mối quan hệ lành mạnh và viên mãn, chứ không phải tôn trọng cái kẻ lại gây ra cho bạn sự đau khổ. Và mình xin kết thúc trải bài hôm nay tại đây ha. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Rất biết ơn các bạn, và xin gửi niệm lành cho tất cả. Mong cho những ước nguyện nằm sâu trong trái tim của bạn và tôi thành hiện thực. Mong cho những đau buồn, tổn thương và sợ hãi của chúng ta được chữa lành. Mong cho trái tim ta biết yêu thương và bao dung, gửi đến mọi người, mọi vật. Mong cho mọi người có sức khỏe tốt và tinh thần khỏe mạnh. Mong cho ta và người sống an vui và hạnh phúc. Mong cho tất cả có cuộc sống gia đình đủ đầy và viên mãn. Mong cho chúng ta nhận ra sự tôn quý ở mình và biết phát triển bản thân. Mong cho bạn và tôi biết buông dừng thôi chức khi cần thiết. Mong cho chúng ta luôn có tâm thái đón nhận chuyện gì đến sẽ đến, và biết lựa chọn điều như ý cho mình. Xin thành kính gửi thông điệp này đến vũ trụ với tấm lòng trân trọng và biết ơn vô cùng. Sadhu, sadhu, sadhu.